Xin chào các bạn đang quay trở lại với podcast Báo Tuổi Trẻ. Thực phẩm dù tốt đến mấy cũng chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải. Điều này không chỉ được áp dụng đối với rượu vang đỏ, bánh mì tươi hay những đồ tráng miệng mà đối với các thực phẩm được cho là lành mạnh cũng như vậy. Dưới đây là các loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ có thể gây độc nếu tiêu thụ quá nhiều. Quả hạch Brazil. Quả hạch Brazil đã được biết đến là nguồn cung cấp xilen dồi dào bậc nhất. Xilen là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh sản và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Trên thực tế thì một quả hạch Brazil có thể cung cấp tới 90 microgram xilen, tức là gấp đôi nhu cầu của cơ thể trong một ngày. Và do vậy, khoảng 30 gram quả hạch tương đương với 8 quả sẽ cung cấp tới 777% nhu cầu khuyến nghị xilen trong một ngày. Đôi khi nhấm nháp một ít quả hạch Brazil thì tốt cho sức khỏe, tuy nhiên tiêu thụ chúng hàng ngày có thể dẫn bạn đến nguy cơ bị ngộ độc xilen với các biểu hiện như rụng tóc, rối loạn tiêu hóa và thần kinh, choáng váng và thậm chí đau tim hay suy thận. Theo chuyên gia thì bạn chỉ nên ăn những loại quả hạch này 1 đến 2 lần một tuần là đủ cung cấp xilen cho cả cơ thể. Robina, củ cải đường và cải cầu vồng. Khỏi phải nói thì bạn cũng biết những loại rau này là những thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, bản thân chúng chứa một hàm lượng cao một hợp chất có tên là oxalate. Oxalate khi vào cơ thể hoạt động như những prebiotic, tức là thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc nhóm đối tượng dễ bị hình thành sỏi thận thì tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu oxalate có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên tránh xa tất cả những thực phẩm có chứa nhiều oxalate. Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ để biết thực phẩm nào là tốt nhất cho bạn, ví dụ như thay các loại rau trên bằng bắp cải hay súp lơ chẳng hạn. Cá ngừ đóng hộp. Nhiều người khá ưa chuộng cá ngừ đóng hộp bởi chúng rẻ, tiện lợi và giàu protein cũng như chất béo omega 3. Tuy nhiên hãy coi chừng bởi cá ngừ đóng hộp cũng chứa một dư lượng thủy ngân nhất định. Tiêu thụ nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của hệ thần kinh trung ương và não bộ ở thai nhi và trẻ nhỏ. Hàm lượng cao thủy ngân cũng có thể gây ngộ độc ở người lớn. Các triệu chứng bao gồm tê cứng, ngứa rang, các vấn đề về thị lực và trí nhớ. Tuy nhiên, hiện các chuyên gia vẫn chưa biết được chính xác tiêu thụ bao nhiêu cá ngừ đóng hộp có dư lượng thủy ngân có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Mặc dù cá ngừ vây dài thường chứa dư lượng thủy ngân nhiều hơn cá ngừ trắng, lượng thủy ngân mà cơ thể có thể dung nạp được phụ thuộc vào cân nặng của bạn. Ví dụ một người nặng 50kg chỉ nên tiêu thụ dưới 110g cá ngừ vây dài và dưới 255g cá ngừ trắng một tuần. Một người nặng 75kg có thể ăn tới 142g cá ngừ trắng một tuần. Nếu bạn đang mang thai, đang cho con bú hoặc đang cố gắng mang thai, hãy tuân thủ theo hướng dẫn của FDA như sau. Tiêu thụ khoảng 340g một tuần các loại hải sản ít chứa dư lượng thủy ngân như tôm, cá hồi, cá trê hay cá ngừ trắng. Đối với những loại cá chứa dư lượng thủy ngân cao như cá ngừ vây dài, hãy hạn chế lượng tiêu thụ dưới 170g một tuần. Thịt đỏ, sò và đậu trắng. Cả ba loại này đều là nguồn thực phẩm vô cùng giàu chất sắt, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển oxy tới các bó cơ. Trong khi quá ít sắt sẽ khiến cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu sức sống, thì ngược lại cung cấp quá thừa sắt có thể dẫn tới suy gan. Tuy nhiên, hiện nay mọi người hầu như là bị thiếu các khoáng chất trong chế độ ăn, nên tình trạng thừa sắt khá hiếm xảy ra. Tuy nhiên, trước khi sử dụng viên uống bổ sung sắt, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để biết được chính xác nhu cầu của mình và có sự điều chỉnh hợp lý giữa nguồn thực phẩm và viên uống bổ sung. Gạo nâu. Các loại cáp phức hợp vốn có lợi cho sức khỏe hơn so với cáp đơn giản và gạo nâu là một loại thực phẩm rất giàu cáp phức hợp. Tuy nhiên, trong gạo nâu cũng hấp thụ hàm lượng arsen vốn tồn tại trong đất và nước cao hơn so với những loại gạo trắng. Arsen được biết đến là một chất có khả năng gây ung thư trên người và hiện nay không có một giới hạn nồng độ arsen nào trong thực phẩm được coi là an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn không cần thiết phải cắt giảm hoàn toàn gạo nâu khỏi chế độ dinh dưỡng. Thay vào đó, bạn nên bổ sung một chế độ ăn đa dạng gồm nhiều loại ngũ cốc nguyên cám. Ví dụ như thay vì chỉ ăn gạo nâu hàng ngày, bạn nên thay thế bằng một số loại khác như diêm mạch, lúa mì và kê. Tốt nhất là chỉ nên thỉnh thoảng ăn loại gạo này hơn là sử dụng chúng hàng ngày.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.